Chào mừng các bạn khán thính giả đến với cả kênh Dị Chuyện Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 341 của bộ truyện tiên nghịch tác giả Nhĩ Căn Qua giọng đọc Phi Tùng Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để cập nhật những video mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện Tập 341 Lúc này thì trong tinh không Vương Lâm lao vút đi Hắn rời khỏi tu chân tinh của Long Giáp Tộc Lấy đi tất cả các tích lũy của tộc này Hiện giờ trong không gian chữ vật của hắn có rất nhiều băng long đan và không ít phiêm hỏa dị tinh Vô số con rối Trong đó tu vi cao nhất là một con rối lên tới thiên nhân đệ nhất suy Đây chính là toàn bộ tích xúc của Long Giáp Tộc Lúc này thì bị tân tộc trưởng giao ra cả Trong khi mà phi hành thì ánh mắt vương lâm lóe lên cả đoạn đường vương lâm trầm ngâm đánh một trận với cả tư mặc tử liên lạc đại đế thần bí đột nhiên xuất hiện và cuối cùng thì cho hắn một cái danh hiệu thiếu đế đại đế nọ rốt cuộc là có quan hệ với tứ thánh tông ra sao chứ nếu nói có thì hắn là ai nếu không thì người này vì mục đích gì lại giúp ta như vậy hắn chỉ đưa ta ngọc bội cũng chưa có ý định gặp mặt ta trong chuyện này còn ẩn chứa bí mật gì đây Vương Lâm câu mày lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Người này lúc đầu chỉ nói là ước định trong năm hơi thở. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta. Dù sao thì ta đánh một trận với cả Tư Mặc Tử rất có khả năng lôi hắn ra. Tư Mặc Tử vì đuổi giết ta mà tới. Dựa theo quy định của vùng đất điên lạc thì nhất định sẽ bị trừng phạt, đuổi khỏi vùng đất điên lạc. Nhưng mà đại đế này thật là không ngờ lại giết chết phân thân của Tư Mặc Tử. Nếu chỉ là đuổi đi thì còn nói được, nhưng mà ra tay giết người mà nói thì không thể nghi ngờ gì nữa Đó chính là biểu thị thái độ Dù sao thì tư mặc tử cũng là tu sĩ bước thứ ba Đại đế thể hiện thái độ này chính là cho trường tôn hội xem Rất hiển nhiên là trong năm hơi thở này thì đại đế đã thay đổi ý nghĩ Mới đầu thì hắn chỉ có ý định là đứng nhìn Nhưng cuối cùng lại tự mình tham sợ dự vào Về chuyện này rốt cuộc là có điều gì bí ẩn Khiến hắn phải thay đổi ý nghĩ như vậy vẻ trầm tư trong ánh mắt vương lâm càng thêm dài đặc đang tiến về phía trước đột nhiên thân thể hắn sững lại hắn nghĩ tới một khả năng à cũng có thể là bởi vì ta có năm đạo bốn nguyên lực liên lạc đại đế này tu vi cao thâm rất có khả năng đã nhìn ra hoặc là khi ta thi triển viêm hỏa dị tinh thì đã lộ ra hỏa bốn nguyên lực nếu đại đế này có liên quan tới thứ thánh tông thì hiển nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra ta là chu tước có lẽ chính vì điều này đã khiến hắn thay đổi ý định Chẳng qua tất cả đều chỉ là phỏng đoán của ta chưa biết sự thật như thế nào nữa Mà hắn thông qua sứ giả nọ truyền khẩu dụ Trừng phạt tộc trưởng của Long Giáp Tộc cũng là cảnh cáo ta Ba tháng sau là lúc lạc sinh hội tuyển trưởng lão Là hắn muốn ta tới đó Việc này thì hơi quỷ dị Ba tháng sau thì ta phải đi một chuyến Xem rốt cuộc là điên lạc đại đế này có mục đích gì Ánh sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên thu hồi tâm tư bước về phía trước thi triển xúc địa thành thốn đi thẳng về phía tu chân tinh của ám hạt tộc. Lại nói về đoàn người tham lang thì đoàn người này có tốc độ cực nhanh. Khoảng cách tới tu chân tinh của ám hạt tộc đã rất là gần. Hơn một ngàn đạo cầu vòng gào thét tạo nên một con sóng gợn quét ngang qua tạo thành tiếng động kinh thiên thẳng tới tu chân tinh của ám hạt tộc. Một lát sau thì hơn một ngàn đạo cầu vòng này phủ xuống Mấy trăm tu sĩ đi trước tiến tới như là trẻ tre trực tiếp phá tan tầng cương phong của tu chân tinh, lao thẳng xuống phía dưới. Tham Lang lúc này được mọi người vây quanh thần sắc ngạo nghễ cất bước đi xuống. Trên tu chân tinh quá mạt thộc, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, cả bầu trời dường như bị người ta rạch ra một khe hở lớn, từng đạo kiếm quang từ trong đó gào thét mà lao ra. Tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này sắc mặt đều đại biến, nhìn bầu trời khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ trên địa ẩm vang theo sự kịch biến trên bầu trời thì đại địa run dày dường như dưới uy áp tỏa ra thì không ngừng của đám tu sĩ mà không thể thừa nhận nổi vùng đất mới của ám hạt tộc bên ngoài động phủ của vương lâm giờ phút này thì trung đại hồng đang chắp tay sau lưng vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía mấy tộc nhân của ám hạt tộc mà răn dạy phía sau trung đại hồng là lão già họ trương thần sắc hơi cung kính lại có chút tự đắc nhất là khi thấy đám tộc nhân ám hạt tộc tu vi cao thâm dưới sự gian dạy của Trung Đại Hồng đều không dám mở miệng. Vẻ mặt trí nghe lời, trong lòng hắn lại càng thêm thỏa mãn. <laughs> Quả thực là tôi không muốn nói các người. Các người tự xem lại mình một chút đi. Đã vài ngày rồi. Đã vài ngày rồi có phải không à? Vài ngày rồi mà để các người dò xét một chút tin thức mà cả một cái giám cũng chẳng dò ra. Là thế nào đây? Đến khi mà chủ nhân trở về, lúc ấy trách tội, thì các người có thể gánh được không? Hả? Hả? À. Trung đại hồng vung tay áo hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này của hắn lập tức khiến cho mấy tộc nhân ám hạt tộc trước mặt thì tái nhợt mặt mũi. Một người trong đó do sự ông quyền mở miệng nói, ở chuyện này hắn còn chưa kịp nói xong thì sắc mặt đã đại biến, ngẩng phát đầu nhìn bầu trời. Trong nháy mắt này thì tất cả tộc nhân ám hạt tộc đều ngẩng đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tộc trưởng ám hạt tộc đang ngồi thổ nạp ở chân gốc bên ngoài động phủ của vương lâm hắn theo lời của vương lâm trở về trước giờ phút này đang mở bừng đôi mắt lộ vẻ hoàng sợ thân thể nhoáng lên một cái liền bay lên không trung trung đại hồng cũng sửng sốt chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa nhìn thấy cảnh tượng trên trời thì sắc mặt hắn tái nhợt lộ vẻ hoàng sợ lão già họ trương bên cạnh lại càng hít một hơi thật là sâu đứng sững ra ở đó lúc này cả bầu trời tràn đầy gợn sóng dường như hóa thành biển cả trào dâng con sóng ngập trời Từng đạo kiếm quang từ xa xa bay tới, liền mạch giáng xuống trong tiếng gào thét ầm ầm. Tiếng động này lúc đầu còn yếu ớt nhưng mà rất nhanh sau đó liền trở nên kinh thiên động địa, đồng loạt gào xít. Vân độn tộc tới đây để tìm vật, sử dụng tu chân tinh này 3 tháng, toàn bộ ám hạt tộc lập tức nhanh chóng rời khỏi đây, không có ngoại lệ. Một tiếng gầm nhẹ, à, từ trong hơn ngàn đạo kiếm quang như cầu phòng trên bầu trời truyền ra ngoài, hóa thành tiếng động ầm ầm điên cuồng vang vọng cả khắp thiên địa. Vân độn tộc giao, Các ngươi muốn làm gì? Ám hạt tộc chúng ta tuy nhỏ nhưng vẫn là một bộ lạc của trong lạc sinh hội. Các ngươi sắc mặt tộc trưởng ám hạt tộc đại biến ở giữa không trung lập tức mở miệng nói nhưng không đợi hắn nói xong một tiếng hừ lạnh từ trên trời cao giáng xuống nhiều lời tiếng nói này lạnh như băng lập tức áp đảo hết tất cả âm thanh rõ ràng rơi xuống mặt đất từ trong hơn một ngàn tu sĩ trên bầu trời đi ra một người Người này vừa xuất hiện tu vi liền vận truyền Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập khắp bốn phía Lập tức khiến cho đám tộc trường ám hạt tộc lùi lại mấy bước Thất thanh nói Thật tham lang sao Cái mùi thối này rất là nồng Thật là lâu chẳng tiêu tán Bao phủ cả mặt đất Lập tức thì có một số tộc nhân ám hạt tộc suýt nữa nôn mửa Tu vi trung đại hồng không có đủ Lại càng không biết thân phận của tham lang Hít phải một hơi thối này lập tức nôn mửa Hắn vừa nôn ra liền khiến cho sắc mặt của tên tham lang cực kỳ âm trầm Hắn liền vung tay áo lập tức thiên địa biến sắc Một cây quạt lớn đột nhiên xuất hiện Cây quạt này có quang mang lưu truyền Sau khi xuất hiện liền vung mạnh về phía trước một cái Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên Vô số ngọn núi sụp đổ Ngay cả động phủ của Vương Lâm trong nháy mắt cũng tan thành mây khói hơn 100 tộc nhân của ám hạt tộc dưới cuồng phong này cũng không thể chống cự. Cả đám người phun ra máu tươi, thân thể như là một chiếc lá khô bị gió quấn đi, hung hăng ném về phía sau. Tộc trưởng ám hạt tộc đau khổ dãy ruộng nhưng thân thể không tự chủ được bị quấn lui lại phía sau. Mặt đất sụp đổ, bầu trời như bị xé rách. Lão già họ trương phun ra một ngụm máu tươi liền trực tiếp hôn mê, thân thể bay đi thật là xa không còn thấy tung tích. Chỉ một quạt này làm rung động tất cả tu sĩ ở nơi này rồi. Trung Đại Hồng bị một lực lượng mạnh mẽ lôi đi trực tiếp kéo tới trước mặt tham lang. Càng tới gần tham lang thì khí thối càng đồng đậm. Trung Đại Hồng bị cái mùi này tràn vào mũi sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao? Thối lắm sao? Tham lang nhìn chằm chằm vào Trung Đại Hồng chậm rãi mở miệng hỏi. À, không thối không thối, thơm lắm, thơm lắm. Tâm thần Trung Đại Hồng run rẩy vội vàng chịu đựng mùi thối. Sau khi nói xong còn sợ đối phương không tin, lập tức cắn răng hít một hơi thật là sâu, khuôn mặt lộ về say mê. Chẳng qua hít một hơi này lại khiến cho cái mùi thối sọc thẳng vào trong mũi nồng nặc, khiến cho lại thàng thêm nôn mửa một lần nữa. Mắt thấy tham lang hiện lên sát khí, Trung Đại Hồng lập tức gắng gượng thét to. Ê, chủ nhân ta, tu vi thông thiên đấy. Nếu ngươi giết ta, thì ngươi chắc chắn phải chết đấy. Tộc trưởng ám hạt tộc ngay cả một thức thần thông của chủ nhân ta cũng không tiếp được. Tu vi ngươi mặc dù cao nhưng mà không phải đối thủ của chủ nhân ta đâu. Tham lang cười lạnh Này 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 cười cái gì Chủ nhân của ta đang trên đường trở về Lúc này cũng có thể tới đây Nếu ngươi dám động vào ta Thì chắc chắn phải chết rồi Ám hạt tộc chỉ làm ta bị thương một tí thôi Mà cuối cùng trở thành nô lệ của chủ nhân ta Người, người dù cũng sẽ như vậy thôi Dưới nguy cơ sinh tử này thì Trung Đại Hồng à, Có gì liền lập tức phun sạch Tu vi thông thiên sao Nếu ngươi không nói thì thôi Ngươi đã có chủ nhân thì ta cũng muốn nhìn xem chủ nhân của ngươi có bản lĩnh gì Nô tài dám đắc tội với Lão Phu Chủ nhân cũng phải có lỗi Kẻ phạm lỗi này đối với cả Lão Phu thì đều phải chết đấy Tham lang liền vung tay phải lên tống một cỗ lực lượng vào trong cơ thể Trung Đại Hồng Khiến cho Trung Đại Hồng phun ra máu tươi toàn thân gần như tan nát Để hắn trên mặt đất cách đó không xa Nếu chủ nhân của ngươi là người của ám hạt tộc thì Lão Phu còn không tiện giết người Nhưng nếu không phải thì ta muốn nhìn thử xem chủ nhân của ngươi có thể khiến ta chết như thế nào đây." Tay áo Tham Lang vung lên, lập tức cuồng phong trong thiên địa lại hiện lên quấn tộc nhân ám mặt độc bốn phía đi, đuổi họ đi ra khỏi tu chân tinh. Làm xong những việc này, tay áo Tham Lang vung lên hướng về phía tu sĩ Vân Động tộc ở xung quanh kiêu hãnh mà nói: "Các ngươi chờ ta tiếp chủ nhân của gã nô tài này, cũng như là để cho các ngươi thấy một chút pháp bảo của Tham Lang ta." Các người có thể thấy được Lão Phu thi triển pháp bảo thì chính là cơ hội lớn trong đời này của các người đó. Pháp bảo của Lão Phu trong thiên địa này hiếm có ai sánh bằng được. Cho các người thấy một chút xem Lão Phu lấy pháp bảo giết chết tên tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy như thế nào. Khiến các ngươi cả đời này khó có thể quên được Những lời này của tham lang cực kỳ cuồng ngạo Tay phải vung lên lập tức trước người xuất hiện 9 tấm bia đá tăng thương Mấy tấm bia đá này vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa biến sắc Hắn lại vung lên một lần nữa, có 99 thanh trường kiếm biến nào hiện ra, tạo nên kiếm khí cuồn cuộn. Hắn vừa vung tay một cái liền có thêm một mảnh thanh quang. Thanh quang này rơi xuống mặt đất liền khiến cho mặt đất chấn động. Trong tiếng động ầm ầm, nháy mắt trên tinh cầu này liền mọc lên một cây đại thụ. Cây cối hiện ra dày đặc, trong nháy mắt liền hình thành một khu rừng rậm. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ vân độn tộc phấn chấn tinh thần Có thể tận mắt thấy tham lang thi triển pháp bảo là chuyện bọn hắn mơ tưởng đã lâu Pháp bảo của đại cung phụng tham lang ở vùng đất liên lạc này nghe đồn từ lâu Hôm nay ta mới có may mắn được nhìn thấy ở à, Nó không chừng có thể cảm ngộ được gì đó Nghe đồn tham lang có thể dùng pháp bảo đánh chết tu sĩ thiên nhân suy kiếp Cái loại chuyện này chưa gặp bao giờ lại càng không thể hiểu nổi thứ pháp bảo đó là thứ gì mà lại có uy lực kinh thiên động địa như vậy. Hôm nay rốt cuộc ta cũng được thấy rồi. Đại công phụ tham lang rất nhiều pháp bảo, không ai biết hết được. Lúc này có thể thấy tận mắt thật đúng là vinh hạnh, may mắn. Đám tu sĩ vân độn tộc bốn phía thần sắc hưng phấn cung kính phân dạ. Trung đại hồng trên mặt đất thì ngơ ngác nhìn một màn này tâm thần hoảng sợ. Hắn không biết là thân phận tham lang nhưng mà lúc này khi thấy tu sĩ bốn phía nói vậy thì trong lòng vô cùng hồi hộp. Ánh mắt tham lang hãnh diện tay phải lại vung lên một lần nữa, lập tức thì rừng rậm trên mặt đất truyền ra những tiếng rít gào nhẹ nhẹ. Dường như cả khu rừng này thức tỉnh vậy, nhất thời vặn vẹo tạo ra tiếng ầm ầm kinh thiên, thể hiện một cảnh tượng khiến tất cả tu sĩ đều phải hít một hơi thật là sâu. Mà một mảng rừng rậm lớn không ngờ lại sống dậy ở trên mặt đất đây đâu phải rừng rậm gì rõ ràng là một người do vô số đại thụ tạo thành tất cả các cây đại thụ đều ngưng tụ lại tạo thành một thụ nhân cực lớn chậm rãi đứng lên thân thể thụ nhân này to lớn không thể tưởng tượng nổi lại có một luồng khí tức cực kỳ cường đại trong nháy mắt trào ra mênh mông thân thể tham lang nhóng lên một cái liền đứng trên đầu của thụ nhân nọ thần sắc càng lộ vẻ cuồng ngạo hắn lại giơ tay phải lên một lần nữa vất về phía trước một cái lập tức thì Ẩm vang trước mặt hắn xuất hiện một cái khe thật là lớn một cái lò thật là lớn từ trong đó chậm rãi mà xuất hiện lơ lửng ở một bên thiên hoàng lô đây chính là thiên hoàng lô trí bảo của tham lang nghe đồn năm đó tham lang tu vi còn ở tịnh nhất chính là dùng thứ bảo vật này trong sự truy kích của ba người toái nhất mà phản kích giết chết một người đó làm trọng thương hai người còn lại nữa lúc này tay phải tham lang lại vung lên một lần nữa thiên địa biến sắc cuồng phong gào thét hắc vụ đột nhiên xuất hiện nhúc ních trước người hắn cuối cùng nhanh chóng co rụt lại hóa thành một cây trường thương cây trường thương này thì do sương mù tạo thành vừa xuất hiện liền lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa loại pháp bảo này vừa xuất hiện liền khiến cho tu sĩ bốn phía rung động không thôi ánh mắt nhìn về phía tham lang càng lộ vẻ kính sợ ngay cả trung đại hồng trong lòng cũng vô cùng bối rối lộ ra vẻ khổ sở tham lang thì rất là hưởng thụ loại ánh mắt này dưới ánh mắt này hắn có thể quên đi cái mùi thối ở trên người Có thể quên đi cái mối nhục và bóng ma sợ hãi đối với cả Vương Lâm năm đó <laughs> Đây cũng chỉ là một bộ phận nho nhỏ trong vô số pháp bảo của Lão Phu mà thôi Những pháp bảo cường đại chính thức Lão Phu còn chưa xuất ra đâu Pháp bảo của Lão Phu thì vô số uy lực mạnh cực kỳ Có thể so sánh với cả tu sĩ bước thứ ba đó Các người coi như hôm nay may mắn, cẩn thận mà quan sát đi Xem tu sĩ thiên nhân suy kiếp trước mặt lã phu có thể trụ được mấy hơi thở Tiếng nói tham lang vang vọng, ầm ầm dậy sóng khiến cho tu sĩ bốn phía hưng phấn vô cùng rất là mong đợi trận chiến này Sắc mặt trung đại hồng trắng bạch trong lòng hiện lên sự hối hận vô cùng thầm nghĩ Thôi xong rồi xong rồi chết rồi Không ngờ người này có nhiều pháp bảo kinh khủng như vậy Trông có vẻ cường đại lắm Cứ nhìn cái vẻ mặt của đám người bốn phía thì người này cũng giết cả tu sĩ thiên nhân suy kiếp cũng là người cực kỳ nổi danh ở vùng đất điên lạc này Xong rồi xong rồi Chết rồi Trong lúc này thì đột nhiên Thụ nhân khổng lồ do phiến rừng rậm tạo thành Đột nhiên ngẩng phát đầu ánh mắt lộ ra thanh quang ngập trời Tham lang với thần sắc cao ngạo cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời Phá bảo bốn phía của hắn ầm ầm chấn động Mơ hồ có dấu hiệu mở ra Đám tu sĩ vườn quanh trở nên kích động Đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi được chứng kiến tham lang thi triển pháp bảo. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người giờ phút này bầu trời có gợn sóng quanh quần. Từ trung tâm của gợn sóng chậm rãi lộ ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy thì rong ròng giờ phút này mơ hồ hiện ra nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng tràn ngập thiên địa. Thần sắc tham lang cực kỳ kiêu ngạo nhưng mà trong nháy mắt khi mà nhìn thấy thân ảnh kia thì thân thể hắn kịch chấn. Đồng tử trong hai mắt co rụt mạnh, tâm thần chấn động ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin theo tiềm thức thì vuốt vuốt hai tròng mắt ở cẩn thận nhìn lại thật kỹ vừa nhìn một lần nữa thì sắc mặt đại biến dù hắn có nằm mơ thì cũng không thể ngờ được là lại thấy được vương lâm căn nguyên của nỗi sợ hãi người đã cướp đi tất cả pháp bảo của hắn trở thành cơn ác mộng không thể xua tan của hắn ở nơi đây hả 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 đợi 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 không không có khả năng nhất định là ta hoa mắt rồi tâm thần tham lang ầm ầm vùm vang trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt nhẹp trong lòng sóng to ngập trời cả người run rẩy không ngừng thân ảnh nọ rõ ràng hơn sau đó tham lang nhìn lại một lần nữa thì trong tâm thần hắn dường như có trăm vạn đôi đỉnh ầm ầm đổ vang khiến hai mắt của hắn mở to lộ vẻ không thể tin cái cảnh tượng như cơn ác mộng trong ký ức lại một lần nữa bộc phát Thái cổ lôi long bị đoạt, đại đỉnh nazi bị cướp, sơn đồ hạ sơn hạ đồ bị lấy, triều hồn sơn bị đoạt, tất cả các pháp bảo khác đều bị lấy sạch sẽ sạch sành xanh. Ký ức này như là thủy triều bộc phát trong lòng hắn, khiến toàn thân hắn lúc này bị bao phủ trong sự kinh hãi. Là hắn 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 tại sao có thể ở nơi này được? Không có khả năng, không có khả năng, không thể có khả năng được. Hắn ở nội giới, tại sao đã có thể xuất hiện ở ngoại giới được? Chết chết khắc tinh Hắn là khắc tinh của ta Hắn biết được ta có một thân pháp bảo nên mới tới cướp đoạt đây mà Hết tài mọi chuyện xảy ra trong tích tắc Ngay lúc thân ảnh kia hiển lộ Bước nửa bước về phía trước thì tu sĩ bốn phía còn đang kích động Chờ mong được chứng kiến tham lang lấy pháp bảo mà giết chết đối phương trong nháy mắt Tham lang liền hét lên một tiếng âm thanh thê lương kinh thiên động địa hắn hầu như không chút do so dự, không chút nghĩ ngợi mà lùi mạnh về phía sau, tu vi toàn thân ầm ầm bọc phát, nguyên lực trong cơ thể tăng tốc vận chuyển, tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần, tốc độ lùi lại cực nhanh, mắt thường không thể thấy rõ, thần thức cũng không thể tập trung, đột ngột bỏ chạy. Hắn bỏ chạy cực nhanh, không thể hình dung nổi như là chim sợ cành cong vậy, thậm chí pháp bảo đã xuất ra cũng chẳng kịp thu hồi, bỏ của chạy lấy người, Cảnh tượng này quá đột ngột khiến cho tu sĩ bốn phía và Trung Đại Hồng đều sững sờ ngẩn ngơ. Cái gì cái gì? Đại cung phụng tham năng đang thi triển thần thông gì vậy nhỉ? Ui, tốc độ quán nhanh thật đấy. Đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Chả lẽ là muốn xuất ra pháp bảo cương đại gì sao? Hắn hắn vừa rồi thét đến chói tai như vậy, hình như hình như là không hợp lý. Hình như là gặp phải điều gì đó rất đáng sợ thì phải. Ta ta hình như cảm thấy đại cung phụng tham năng đang chạy trốn ấy. Sao? Trốn? Tham lang sao? Thân ảnh Vương Lâm từ trong thiên địa đi ra cũng vô cùng sừng sốt. Vô Lâm quả thực là cũng cảm thấy sừng sốt. Hắn chưa bao giờ là ngờ được là thái cổ tinh thần này lại có thể thấy được tham lang. Trong trí nhớ của hắn, tham lang hẳn phải chết rồi mới đúng. Chết ở trong vọng nguyệt năm đó đã hoàn toàn bị diệt tuyệt. Lúc này ở thái cổ tinh thần trong nháy mắt khi mà thấy được tham lang Với định lực của Vương Lâm thì cũng không khỏi có chút hoảng hốt Nhìn lại thì đã thấy tham lang chạy trốn không còn bóng sáng Chỉ còn lại hơn một ngàn tu sĩ đang tụ tập Trận mắt há mồm Ánh mắt Vương Lâm lóe lên Vương Lâm nghĩ ngợi Với tu vi của tham lang thì tuyệt đối không thể lao ra khỏi phong giới đại trận Nhưng hôm nay đối phương lại xuất hiện ở nơi này Quả thật là kỳ lạ Mà tốc độ của tham lang bỏ chạy lại cực nhanh khiến cho Vương Lâm cũng phải sừng sốt. Chỉ trong nháy mắt đối phương đã trốn khỏi tu chân tinh này, thậm chí cả mấy thứ pháp bảo trên mặt đất hắn cũng không kịp lấy đi. À, thụ nhân ở trên mặt đất do rừng rậm biến thành lúc này đang ngơ ngác đứng đó, mất đi sự điều khiển của tham lang, nó cũng không có um, chút bất cứ lực hủy diệt gì nữa. Ở bên cạnh thụ nhân còn có cái lò khổng lồ, từ đó đang lan ra khí tức tăng thương, làm cho người ta chưa tới gần đã cảm thấy nhận được uy áp kinh khủng của nó. Một bên còn có trường thương do sương mù màu đen tạo thành. Nó cũng không hoàn toàn ngưng tụ thành hình, mà sương mù ở trong trường thương không ngừng chuyển hóa. Thường thường chỉ trong một nhịp thở là sẽ chuyển hóa không dưới trăm lần. Trung quanh còn có 9 tấm bia đá khổng lồ, dường như hợp thành một trận pháp phát ra u quang, hình thành một tầng phòng hộ tinh tế. Mà bên ngoài còn có hơn 99 thanh phi kiếm đang xoay tròn, từng đạo kiếm khí gào thét liên tiếp như là vô số kiếm long kinh thiên động địa. Nhìn những bảo vật này, Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu, đồng tử co lại. Tham lang này, nhiều năm không gặp, không ngờ lại có nhiều pháp bảo như vậy. Vương Lâm liếm liếm môi, thân thể bước từng bước về phía trước, không thèm nhìn cả ngàn tu sĩ một cái, mà tay phải giơ lên hung hăng chụp xuống. Lập tức thì một đại thủ hư ảo hiện ra bao phủ xuống. 99 thanh phi kiếm liền run rẩy, dường như đại thủ do phương Lâm biến nào ra tràn ngập lực hút, trực tiếp hút toàn bộ 99 thanh kiếm này lại. Sau khi bắt được 99 thanh phi kiếm, Vương Lâm há mồm phun ra một luồng nguyên thần tinh khí, hóa thành cuồng phong bao vây 99 thanh phi kiếm này. Những tiếng bang bang vang lên tất cả thần thức ăn ký của Tham Lang cũng đều lập tức tan thành. Trong nháy mắt khi mà thần thức của Tham Lang bị mạnh mẽ xóa đi, ở trong tinh vực cách rất là xa tu chân tinh này, thần sắc tham lang đang chạy trốn đầy hoảng sợ vội vã bỏ trốn cực nhanh trong nháy mắt khi mà nhìn thấy vương lâm thì trong đầu tham lang không còn ý niệm nào khác ngay cả chút ý nghĩ phản kháng cũng không thể có nổi lập tức bị nỗi sợ hãi đối với cả vương lâm chiếm cứ thể xác và tinh thần thân thể không kịp để đại não tự hỏi cứ thế mà liền triển khai toàn bộ tốc độ điên cuồng mà bỏ chạy hắn còn lo tốc độ hơi chậm đấy Hành động chậm thì rõ rằng tất cả pháp bảo sẽ như là năm đó bị đối phương cướp sạch sẽ Tất cả đối với hắn chỉ trong nháy mắt Lúc này khi mà tiến tới nơi này cả người hắn dường như bừng tỉnh Thân thể dưỡng lại đứng ở trong tinh không thần sắc đầy do dự Lão tử hiện giờ tu vi So với năm đó cao hơn vô số lần Có thể nói là tiếp cận với cả thiên nhân suy kiếp Pháp bảo lại càng nhiều hơn năm đó, mạnh hơn năm đó Dù là tu sĩ thiên nhân suy kiếp thì lão tử cũng dám đánh một trận cơ mà nhưng mà chỉ là một tên tiểu bối vương lâm này lão tử sao phải chạy trốn chứ tham lang liền cắn răng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi liền phẫn nộ hắn không phẫn nộ vương lâm mà phẫn nộ chính bản thân mình lão tử không chạy lão tử không chạy nữa phải chờ về giết viên tên vương lâm này trả mối hận năm đó mới được Ánh mắt tham lang lộ ra sát khí đang muốn chuyển hướng quay về thì đột nhiên lúc này sắc mặt hắn lại âm ầm đại biến, thân thể sững lại, đồng tử hai mắt co rút. Hả? Hả? Thần thức trên 99 thanh phi kiếm không ngờ lại bị xóa đi mạnh mẽ như vậy. Đáng chết thật nhỉ. Cái tên Vương Lâm này hiện giờ rốt cuộc có tu vi gì mà có thể mạnh mẽ xóa bỏ thần thức lạc ấn của ta như vậy chứ? Thân thể tham lang lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm như nước. Giờ phút này hắn lại nhớ tới cơn ác mộng năm xưa, Ý niệm điên cuồng vận chuyển tham lang dậm mạnh chân vẫn chưa lùi lại mà đi thẳng tới Chu Tân Tinh của Vương Lâm. Chỉ là hắn đi được ba bước thì lại xứng lại một lần nữa, sắc mặt tái nhợt hơn lộ vẻ khiếp sợ. Hả? Thần thức lạc ấn trên hộ cốt kiểu bi không ngờ, không ngờ cũng bị mạnh mẽ xóa sạch. Hộ cốt kiểu bi này là ta tại một cổ mộ thần bí mấy vạn năm không có thần thức lưu lại. Bị thần thức lạc ấn của ta đặt lên đã hoàn toàn dung hợp. Tuyệt đối không phải người tầm thường có thể xóa nổi nó, Mới qua bao lâu mà hắn có thể xóa được thần thức của ta trên đó nhỉ? Tham lang do sự Hắn mơ hồ được cảm giác tu vi của đối phương tuyệt đối không có đơn giản Đáng hận quá là ta vừa rồi chạy trốn quá nhanh Căn bản không kịp xem tu vi của tên Phương Lâm kia Nhưng dù là cốt đi và phi kiếm bị hắn cướp Chỉ thiên hoàng lô và vụ ma thương Còn có táng thiên mộc linh của ta Hắn tuyệt đối sẽ không thể nào trong thời gian ngắn đấy được đâu Hôm nay lão tử phải liều mạng một trận Thần sắc vơ tham lăng giữ tợn vọt đi Quay ngược lại đường vừa đào tàu Chỉ là gần trong thời gian 3 nhịp thở Thì tham lang đang lao đi Cơ thể đột nhiên ẩm một cái lại xuất hiện Cả người phun ra máu tươi sắc mặt trắng bạch Vẻ mặt kịch biến Vụ ma thương biến thu rồi sao Thần sắc tham lăng hoảng sợ Sự sợ hãi như thủy triều chẳng ngập trong tâm thần Hoàn toàn bao phủ lấy hắn Giờ phút này hắn chẳng còn ý định quay lại tìm Vương Lâm gây phiền toái nữa, ý nghĩ điên cuồng bỏ chạy vừa nãy lại một lần nữa chiếm cứ tâm thần hắn. Không cần phải nghĩ gợi, tham lang lập tức xoay người hướng về phía xa xa dùng tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần ầm ầm mà lao đi. Mẹ kiếp khắc tinh, đúng là khắc tinh của ta mà. Cái tên Vương Lâm chết bầm đáng chết chém ngàn đau này. Hắn đúng là sát tinh cả đời ta mà. Trong lòng tham lang tràn đầy khổ sở lộ vẻ không cam lòng và vẫn nộ vô cùng, trong đó lại càng có một sự oan ức lắm. Năm đó hắn thật là vất vả mới chạy khỏi phong giới đại trận, Trải qua kiểu tử nhất sinh rất cuộc dựa vào đại cơ duyên, đổi được một uh, thân pháp bảo trí cường. Vốn cứ tưởng rằng đủ để kinh thiên động địa, trên thực tế thì tại vùng đất điên lạc này, hắn cũng đã làm được như vậy. Chỉ là cuộc sống sung sướng của hắn không kéo dài được bao lâu, lúc này khiến hắn phải gặp vương lâm. Tham lang đau khổ từ tận trong tim, vừa bỏ chạy vừa gầm thét giận dữ. Nhưng sau đó tham lang lại giết gào, thân thể lại run lên một lần nữa phun ra máu tươi. Thân thể lảo đảo tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn, Khắc tính đáng chết ngàn đau vạn đau này Ngay cả thiên hoàng lộ của ta cũng bị cướp rồi sao Thiên hoàng lô của ta Trời ạ à. Trong lòng tham lang đau đớn phảng phất như có một bàn tay đánh thẳng vào ngực Giật cả huyết ra vậy Trời ạ à. Đáng lẽ ra ngàn vạn lần không nên làm trò trước mặt đám tu sĩ vân động tộc kia Xuất ra nhiều pháp bảo như vậy Nếu như là chỉ lấy một thứ hoặc là không lấy ra thứ gì thì tốt hơn nhiều Tham lang rất là hối hận, sắc mặt trắng bệch vừa giống giận vừa bỏ chạy Tốc độ bỏ chạy quán rất nhanh trong nháy mắt đã cách tu chân tinh của Vương Lâm rất là xa hướng về sâu trong vùng đất điên lạc mà đi tới. Tu chân tinh của ám hạt tộc, à, đại thủ che trời của Vương Lâm quét ngang liên tục thu 9 tấm bia, trường thương hóa phụ cùng với cả cái lò khổng lồ, sau đó ánh mắt lại rơi vào thụ nhân rất lớn trên mặt đất. Tham lang lần này cầm bảo vật tới so với cả bảo vật năm đó cường đại hơn vô số lần. Cần 99 thanh phi kiếm này có thể đánh khắp giới nội năm đó, và còn 9 tấm bia kia nữa, giống như là từ xương cốt biến thành vậy, trong đó ẩn chứa khí tức rất là mạnh. Và quan trọng nhất là trường thương hóa vụ này, bên ngoài không ngờ lại có khí tức của cổ ma. Khí tức này thì lộ ra vẻ tang thương, sợ là đã trải qua ít nhất mấy vạn năm rồi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Về phần cái lò kia cũng tuyệt đối không đơn giản. Phương pháp tham lang lưu lại thần thức căn bản là không đúng, giống như cổ thần đại đỉnh vậy, chỉ điều khiển được một chút mà thôi trên thực tế cái lò này có quan hệ rất lớn lao với cỏ cổ yêu bên trong nó không có yêu khí nhưng ta lại có thể mơ hồ cảm nhận được vật này có liên quan tới cổ yêu ánh mắt vương lâm lóe lên đại thủ che trời lại ầm ầm hạ xuống thẳng tới thụ nhân không có người điều khiển đang đứng ngơ ngác ở trên mặt đất bên dưới ầm một tiếng bàn tay vương lâm rơi trên người thụ nhân một cái vỗ này khiến cho thụ nhân phát ra tiếng ầm vang nhưng vẫn chẳng di động mảy may ngược lại bàn tay của vương lâm lại bị bắn ngược lên có một luồng khí tức màu xanh từ trên người thụ nhân lan ra đánh tới Không ngờ lại có thể làm cho bàn tay của Vương Lâm chấn động ầm một tiếng sụp đổ, tứ phân ngũ liệt Sau mặt Vương Lâm lóe lên vẻ vui mừng Hắn không ngờ là thụ nhân này lại ẩn chứa lực lượng phòng hộ Với một trường vừa rồi của hắn có thể đánh chết một tu sĩ toái niết Vậy mà thụ nhân này lại chẳng tổn thương gì ngược lại có thể phản kích Phải biết rằng đây là dưới tình huống pháp bảo không có người điều khiển Nếu như có người điều khiển thì uy lực của bảo vật này sẽ tăng lên gấp mấy lần Đại bộ phận bảo vật của ta đều tới từ tham lang Tham lang này thật sự có đại cơ duyên Là con cưng của thiên đạo Bảo vật vô số như thế Đủ để rung động tất cả các tu sĩ đó Vợ lâm há mồm phun ra nguyên thần tinh khí Hóa thành một tầm đuôi ánh sáng thật là lớn Trực tiếp bao phủ lấy thụ nhân Sau đó vung tay áo lập tức Quấn luôn thụ nhân vào không gian chữ vật Làm xong hết thảy Vương lâm xoay người nhìn cả ngàn tu sĩ Bị hành động của hắn khiến cho tâm thần rung động hừ lạnh một tiếng tay áo phải dơ lên trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một ngọc bội các ngươi có nhận ra vật này hay không cả ngàn tu sĩ bốn phía lập tức có một lão già trong nháy mắt khi mà nhìn thấy tấm ngọc bội thân thể ầm ầm run lên Vậy mặt không thể tin được ngay lập tức bước lên cẩn thận quan sát sau khi nhìn thoáng qua liền mặt dám như cho tàn thất thanh nói ui ui đế lạnh khi ta chưa trở về các ngươi một người cũng không được rời đi toàn bộ ở chỗ này chờ ta Vương Lâm lạnh như băng nói một ngón tay chỉ về phía Trung Đại Hồng đang hưng phấn đứng cách đó không xa. Các tất cả các ngươi phải nghe theo lệnh của người này. Sau khi phân phó xong, thân thể Vương Lâm nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng về phía chân trời. Cất bước liền hiện lên gọn sóng, thân ảnh biến mất. Lại nói vào giờ phút này trong tinh không vùng đất điên lạc, Tham lang hóa thành một đạo cầu vòng điên cuồng mà bỏ chạy Dọc đường đi thầm mắng chửi liên hồi Tự hồ chỉ có như vậy mới khiến cho hắn dễ chịu được một chút Nếu không thì một khi nhớ tới chuyện pháp bảo bị người ta cướp đi Hắn sẽ đau lòng tới phát điên mất Giờ phút này vừa lao đi Vừa lao nhanh đi tinh không phía trước tham lang đột nhiên có sóng gợn quanh quần Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy sóng gợn này Sắc mặt tham lam đại biến Không một chút do dự mà chuyển hướng tay phải giơ về phía trước lập tức liền có một phiến lá khô lớn bằng ba bàn tay xuất hiện. Phiến lá cây này vừa xuất hiện nên bị tham lang lập tức cầm lấy, hung hăng vứt về phía gợn sóng ở giữa tinh không. Nhất Diệp Phong Thiên Phiến lá khô này thoạt nhìn thì rất là tầm thường, không có bất cứ một sự thần kỳ nào. Nhưng trong nháy mắt khi mà nó rơi vào trong gợn sóng, thì liền có ánh sáng từ đó bộc phát mà ra. Một lực ấn mênh mông tràn tới, một lực phong ấn mênh mông tràn tới. Đột nhiên thì phiến lá khô vàng kia dường như là được phóng đại lên vô số lần vậy Trực tiếp khắc vào tinh không Vây kín gợn sóng kia lại Mặc cho um, Gợn sóng kia dãy ruộng như thế nào Cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi của lá cây được Tham lang sau khi mà ném lá Thì cũng không dám nhìn kết quả Mà thân thể nhoáng lên Dưới hai chân liền hiện ra ánh sáng màu tím chợt hóa thành hai luồng sương mù màu tím Sương mù này quần quận quay cuồng Mơ hồ chuyển ra tiếng giết gào thê lương lại hình thành hai ma ảnh màu tím thật là lớn. Hai ma ảnh này không ngờ lại có hình dạng của cổ ma. Dẫm lên hai ma ảnh, trong tiếng gào thét tốc độ của tham lang lại nhanh hơn nữa, trước mắt một cái liền biến mất. Thân ảnh hắn vừa biến mất thì trong sóng gợn bị lá cây phong ấn ở tinh không, Vân lâm bước ra, thần sắc hắn âm trầm. Sau khi xuất hiện tay phải liền vung lên đánh về phía trước một cái. ầm một tiếng, Hiếu quyền của vương lâm đã cách không va chạm với cả lá cây phong ấn tạo nên tiếng chấn động đinh tai nhức óc nhưng mà lá cây kia lại chẳng hề di động mảy may một lực phản chấn mạnh mẽ đánh trở lại người vương lâm đây là thứ lá cây gì nhỉ đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại vẫn chưa tấn công tiếp mà bước về phía sau một bước thân thể dung nhập vào trong thiên địa không đi từ nơi này mà vòng qua lá cây sau đó lại truy đuổi tham lang sau lúc mà Vương Lâm rời đi thì sóng gợn tiêu tán, lá cây kia chợt lóe lên ánh sáng màu vàng cũng biến mất. Tham Lang ở trong tinh không phóng đi, hai ma ảnh dưới chân truyền ra tiếng gầm thét, khiến cho tốc độ quán mắt thường thì không thể thấy nổi. Đang lao đi thì thần sắc hắn lại biến đổi. Tay phải giơ lên trong lòng bàn tay lại xuất hiện à, phiến lá khô vừa vất lúc nãy. Nhìn lá cây này, trên mặt Tham Lang lộ ra vẻ vẻ đắc ý. Nhất diệp phong thiên của lão phu dù là tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy muốn phá vỡ thì cũng phải tốn một phen công phu rồi. Ta không tin là tu vi của tên vương lâm này đã đạt tới thiên nhân đệ ngũ suy. Tham lang thu hồi lá cây hướng về phía trước mà bay nhanh đi. Một lát sau, thân thể hắn hơi sững lại, lộ ra nụ cười lại. Tay phải lại vung lên một lần nữa, phiến lá cây kia liền bay ra hướng về phía hư không phía trước. Trong nháy mắt khi mà lá cây rơi xuống, trong hư không liền có gợn sóng hiện ra, nhưng Thang Lam không biết sử dụng phương pháp gì mà không ngờ lại biết trước được chuẩn xác nơi mà Vương Lâm sắp hiện ra. Thần thông của lão tử, thuật bỏ chạy là cường hãn nhất trong thiên địa này. Nếu nói về bỏ chạy, chỉ hiếm có kẻ nào có thể so sánh với cả lão vu. Nếu không phải vậy thì pháp bảo trên người ta sớm đã bị kẻ khác rình dập lấy sạch bao nhiêu lần rồi. Người đừng hòng mà cướp được của ta. Tham lang hừ lạnh xong thân thể lại nhoáng lên lập tức bắt đầu cấp tốc mà bỏ chạy nhưng đột nhiên trong lúc này thì ở giữa tinh không lại xuất hiện một đạo huyết quang kinh thiên huyết quang này lúc xuất hiện dường như là ở xa vô tận nhưng mà trong nháy mắt đã bao phủ cả tinh không từng trận tiếng giết gào bén nhọn vang lên kinh thiên động địa sau mặt tham lang lập tức đại biến không kịp né tránh huyết quang như thủy triều ngay lập tức ập tới từ xa nhìn lại trông vô cùng kinh người huyết quang kia ngập trời giống như một cái miệng lớn lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà trực tiếp lao tới cắn nuốt Tham lang Cùng với cả huyết quang xuyên thấu qua người tham lang Những tiếng bang bang à, Liền vang lên Lại có những tiếng va chạm như là tiếng kim loại va chạm chuyển ra Một tiếng hét thảm thiết vang lên Huyết quang trôi qua Thân thể tham lang bị đánh tung Hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt Trên ngực áo lộ ra một mảnh đen kịt Hóa ra trên người hắn còn có ẩn giấu một bộ áo giáp nữa Trên ngực áo hắn lúc này xuất hiện vô số khe nứt lan tràn ra bốn phía Ngoài thân thể quán thì huyết kiếm bị à, chấn bay ra hơn 10 trượng Tham lang giơ tay phải lên Hai ma ảnh dưới chân lập tức hóa thành hai đạo hóc khí Vườn quanh thân thể quán Hình thành một luồng gió lốc màu đen Vừa xoay tròn vườn phát ra tiếng chấn động kịch liệt Quấn tham lang nhanh chóng mà bỏ chạy Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt mà thôi Ngay khi mà tham lang ở trong cơn lốc màu đen bỏ chạy Thì ở chỗ lá cây phong ấn Vương Lâm liền bước ra Sau khi hiện thân Vương Lâm không cần nghĩ ngợi Tay phải chụp về phía trước một cái Lập tức nắm lấy cái lá kia Tham lang trọng thương bỏ chạy Dĩ nhiên là không thể điều khiển được phiền lá cây này nữa Sau khi bị Vương Lâm chụp lấy Liền bị hắn đánh lên vô số cầm chế phong ấn Không rảnh mà đi nghiên cứu Trực tiếp mà ném vào trong không gian chữ vật Khi mà ngẩng đầu lên Thì Lam lang đã trốn không thấy thông tích Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng nhưng mơ hồ lại hiện lên vẻ hưng phấn, có ý tứ Tham lang này trên người quả là không ít pháp bảo Mọi lần gặp được người này ta đều gặp vận may thật là lớn Lại càng đoạt được vô số pháp bảo Năm đó toàn bộ pháp bảo của hắn đã bị ta lột sạch Vốn tưởng lán phải chết rồi Không ngờ đến nay gặp lại Lại càng có nhiều pháp bảo hơn nữa Tính cách người này ta cũng hiểu một chút Nếu ta không bức hắn nóng lên Thì hắn rất ít khi lộ ra ngoài pháp bảo giống như là trên tu chân tinh kia hắn chỉ biết lấy ra từng thứ từng thứ một mà thôi mà coi bộ trên người kẻ này có rất nhiều bí mật trước tiên không nói đến hắn lấy được pháp bảo từ nơi nào chỉ cần nói hắn dùng lại phương pháp nào mà tiến vào thái cổ tinh thần đã là điều ta muốn tìm hiểu rồi thân thể vương lâm bước về phía trước một bước biến mất hai người trong tinh không một đuổi một chạy cứ như vậy cả một đoạn đường ầm ầm mà đi khiến cho nhiều tộc lạc ở trong vùng đất điên lạc này chú ý. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tốc độ của hai người thì đám người này không dám để tới nữa. Người có loại tốc độ này tu vi hiển nhiên rất là mạnh mẽ. Trong khi mà bỏ chạy thì tham lang kêu khổ không ngừng. Vô lâm như dòi trong xương vậy, căn bản không thể thoát nổi. Một đoạn đường này thì tham lang cũng đã rất nhiều nhìn ra tu vi của vương lâm. Hắn mơ hồ cảm giác được mình không thể đối kháng nhưng nếu như là thúc thủ chịu chó thì lại không phải là tính cách của tham lang hắn giờ phút này tham lang vừa lao đi sắc mặt lại biến đổi cảm thấy tinh không ở bên phải có biến đổi rất là nhỏ hắn liền cắn răng tay phải lật lên chụp vào hư không một cái lập tức có một cái bình ngọc màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn bình ngọc này lạnh như băng từng trận ma khí chẳng ngập lan tràn ra bên ngoài bên ngoài bình ngọc này có điêu khắc một đồ án không ngờ có hình dáng như là cổ ma. Phun ra một ngụm máu tươi lên bình ngọc, Tham Lang hét lớn: "Ta xin mượn 300 hồn ma để phong sát người này. Phong sát xong người này, ta xin trả lại 3 vạn phách của sinh linh." Máu tươi của Tham Lang hắn vừa mới đụng vào bình ngọc lập tức bị nó hấp thu. Cùng với lúc đó thì trên bình ngọc ở nơi Tham Lang nắm liền có hai cái răng nanh thò ra đâm ngay vào ngón tay của tham lang máu tươi trong cơ thể hắn liền bị hút một lượng lớn vào trong bình mọi chuyện xảy ra thì đã hoàn thành bình ngọc kia sau khi mà hấp thụ đủ máu thì bên trong liền có một tiếng như tiếng thở dài vang lên cùng với lúc đó thì một lượng lớn sương mù màu đen từ trong bình ngọc phun ra cảnh tượng này giống như là chiếc bình ngọc đã trở thành một ngọn núi lửa đang bộc phát vậy Sương mù màu đen này ngay lập tức sau khi mà phun ra liền hóa thành một hồn ma dữ tợn lắm. Trên đầu ma hồn này có một chiếc sừng, hóa ra là cổ ma thật. Trong hai mắt cổ ma này tỏa ra vẻ điên cuồng và oán độc vô tận, dường như là bị áp chế trong vô tận năm tháng, đã trải qua sự thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này toàn bộ được phóng ra thì lập tức oán khí ngập trời trào ra. Một tiếng kêu thê lương từ trong miệng hồn ma này chuyển ra ngoài, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt ở giữa tinh không, Bên ngoài thân thể của Tham Lang thì đã có 300 ma hồn ầm ầm mà lao ra. Mỗi một ma hồn đều tỏa ra khí tức tương đương với cả tu sĩ thiên nhân đệ ẩm, nhất suy. Chúng xoay quanh người của Tham Lang tạo ra gió lốc kinh thiên động địa. Ma khí tung hoành. Trong lúc mà xoay tròn gào thét liền ầm ầm lao tới tinh không phía trước. Trong tích tắc này sóng gợn trong tinh không chấn động, thân ảnh Vương Lâm hư ảo hiện ra, nhưng hắn còn chưa kịp đi ra thì gió lốc đã tới trước người rồi ánh mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị liếc mắt một cái là có thể nhận ra được trong gió lốc là hình ảnh của cổ ma cổ ma này là cực kỳ giống với cả tháp giả năm đó duy có một chút bất đồng đó là trong đồng tử bên trái của cổ ma này không có tinh điểm mà là một đám khí lượn lờ đám khí này lưu động ở trong nháy mắt khi mà rơi vào trong mắt vương lâm thì trên mi tâm hắn liền có cổ thần tinh điểm tự động biến nào hiện ra xoay tròn khí tức cổ thần sao thần sắc vương lâm biến đổi hắn cảm nhận được rõ ràng dòng khí trong đồng từ của pho tượng cổ ma trong gió lốc bất ngờ lại chính là do cổ thần lực ngưng tụ mà ra ba trăm cổ ma bị một cổ thần lực cường đại phong ấn sao chỉ trong tích tắc này thôi thì vương lâm đã hoàn toàn minh bạch trong nháy mắt khi mà cơn gió lốc cổ ma tới gần trong người vương lâm chuyển ra tiếng pang pang ngửa mặt lên trời giống to một tiếng hống đây không phải là tiếng giống dùng pháp thuật thần thông tạo nên Mà là tiếng giống của cổ thần Cổ thần tinh điểm trên mi tâm của Vương Lâm xoay tròn Cổ thần lực mênh mông tràn ngập ra ngoài thân Hóa thành tiếng giống kinh thiên động địa Một tiếng giống này khiến cho Ma Phong đang bay tới ở mầm dung truyền Không ngờ lại ngừng lại không dám đi tới nữa 300 cổ ma bên trong đó ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể hình dung Chúng từ trong tiếng giống này cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần Sâu trong trí nhớ của chúng Cảnh tượng năm đó lại trào lên Bao phủ bọn chúng Ở à một tiếng Ma phong liền tự tan nát 300 cổ ma bay tư tán về bốn phương tám hướng Biến hóa này quá nhanh Khiến cho tham lang căn bản không kịp phản ứng Sững sờ đứng ở nơi đó Hắn chẳng sao hiểu nổi Một kiện trí bảo lại chỉ vì một tiếng giống Mà hỏng mất Ta rốt cuộc đã biết tham lang ngươi tìm được những pháp bảo này ở đâu rồi Không ngờ không ngờ được đấy không ngờ được là ngươi có thể tới được nơi đó ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ mừng như điên bước tới từng bước về phía tham lang khắc tinh khắc tinh khắc tinh hắn là khắc tinh của ta ngay cả pháp bảo cũng bị hắn khắc mất rồi tham lang hét lên chói tai thân thể vội vàng lùi lại phía sau khi mà thấy vương lâm đuổi theo từng bước tham lang liền vứt mạnh bình ngọc màu tím trong tay phải về một hướng động tác này năm đó hắn đã làm Hắn sau khi mà đi tới Thái Cổ Tinh Thần, mỗi lần nhớ lại cái chuyện năm đó đều đau lòng nổi giận, lại cũng phát ra lời thề là cuộc đời này sẽ không bao giờ làm cái chuyện vì bỏ chạy mà vứt bỏ pháp bảo để hấp dẫn đối phương nữa. Theo hắn thấy khi mà pháp bảo bị đoạt đi thì so với việc giết chết hắn, đôi khi còn khiến hắn điên cuồng khó chịu hơn. Giống như là đại đỉnh Nazi vậy, như là Thái Cổ Lôi Long năm đó vậy. Nếu hắn biết đại đỉnh Nazi đã mấy lần giúp Vương Lâm thoát khỏi sát kiếp nếu hắn biết được nhờ vào thái cổ lôi long mới khiến Vương Lâm có cơ hội lôi tu Thì lại càng khiến cho Vương Lâm Tại la thiên tinh vực Thanh danh hiển hách Và thậm chí là cuối cùng còn sinh ra bổn nguyên lôi đình Hết thảy những chuyện này nếu như là tham lang hắn biết được Thì chắc chắn sẽ phun ra máu tươi Đau lòng à, Tức muốn chết mất thôi Là phù có được vận may lớn Có được đại cơ duyên Là con cưng của thiên địa Được thiên đạo ân sủng Tám tuổi đạo được Hoàng Tinh trăm năm nuốt vào, mười ba tuổi lần đầu tiên ở sườn núi tìm được một cây chu uh, quả trăm năm, năm trăm năm chứ, mười tám tuổi là trúc cơ lại có được thái cổ lôi long. Sau khi kết đàn chém giết cường địch, khi mà thấy không địch lại địch thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đại đỉnh đập chết địch nhân của ta. Từ đó về sau cả đời chót lọt, sơn hà đồ chiêu hồn sơn, thần trâm đủ loại bảo vật ta đều có được. Cuộc đời ta chỉ có một thiên nghịch là không gặp thuận lợi mà thôi Nhưng mà Nhưng mà cho tới khi mà gặp được cái tên khắc tinh chó chết này Chính hắn Đã lấy đi toàn bộ pháp bảo của ta Cướp đi toàn bộ tâm huyết của ta Nhưng mà cũng may là số ta may mắn Đại nạn không chết Ngược lại còn có kỳ ngộ khác Đạt được càng nhiều pháp bảo hơn nữa Có được tu vi càng mạnh hơn Nhưng mà cái 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 cái, cái tên khắc tinh đáng chém ngàn vạn đau này không ngờ lại còn không buông tha cho ta tới tận thái cổ tinh thần đây trời ạ à. tham lang lại nhớ lại tất cả mọi chuyện trên mặt tràn đầy bi phẫn vội vàng lùi lại phía sau về phía vương lâm thì hắn cứ cất bước khuôn mặt lộ ra như cười như không khi mà thấy tham lang ném bình ngọc màu tím về phía một hướng khác rồi chạy về hướng ngược lại thì hắn liền không đuổi theo tham lang nữa mà nhoáng lên lao tới bình ngọc đó tham lang thấy vương lâm thay đổi phương hướng liền vội vàng vung tay lên trong tay liền hiện ra một cây quạt lớn cái quạt này màu vàng Vừa mới xuất hiện liền có kim quang sáng chói ở tinh không Trên mặt cây quạt này có khắc hình một con thú kỳ dị Bộ dáng dữ tợn Thân như rồng nhưng mà không có trào Ngược lại có rất nhiều cánh Nửa thân thể nó nhập vào trong mây Giống như là đang bay rất nhanh vậy Sau khi xuất ra cây quạt này Tham lang vung mạnh lên Lập tức một tiếng kêu to từ trong quạt chuyển ra ngoài Bên ngoài chuyển tới tiếng gió rít kinh thiên động địa Hóa thành sấm động ầm ầm Đột nhiên mạnh thú ở trên quạt như là sống dậy trong tiếng rít gào liền từ trong cái quạt biến nào mà hiện ra lập tức quấn quanh tham lang rồi hướng về phía xa hóa thành một mảng mây đen dùng tốc độ cực nhanh mà bay đi vương lâm thì cũng không để tới tham lang cất bước nhanh chóng đuổi theo cái bình ngọc màu tím tay áo vung lên trực tiếp bắt lấy cái bình ngọc này trong tiếng cười dài liền chuyển thân dùng xúc địa thành thốn đuổi theo tham lang một lần nữa tham lang này đúng là phúc tinh trên đường tu đạo của vương lâm ta mà vương lâm vừa cười to thân ảnh liền biến mất tham lang lúc này thì thân thể đang được tầng mây bao phủ có mạnh thú kỳ dị dài cả trăm trượng kia quấn quanh trên người nó có gần trăm đôi cánh mỗi lần đập cánh thì tốc độ đều tăng mạnh lấy mắt thường thì không thể nhìn rõ tốc độ bay đi của tham lang trong tinh không thì một mảng gợn sóng lại hiện ra đuổi theo không bò sóng gợn kia như là ngoài sóng khơi xa vậy ầm ầm tới gần bên trong mơ hồ hiện ra thân ảnh của vương lâm càng đuổi càng nhanh nhưng mà tốc độ tham lang giờ phút này đã đạt tới cực hạn thủy trung thì vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định với cả vương lâm dù vương lâm dùng bổn nguyên lôi đình đại thành dùng nỗ lực truy đuổi thì cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đuổi theo được nhưng mà vương lâm không vội ta hương nơi đất khách quê người lại gặp được cố chi việc này vốn là chuyện khiến người ta cao hứng giờ phút này vương lâm lại càng cao hứng hơn có thể gặp được tham lang khiến hắn ngạc nhiên lại càng khiến hắn vui mừng nhất là lúc này vương lâm đã nhìn ra tất cả pháp bảo của đối phương đều có liên quan tới ba đại cổ tộc đã xác định bảo vật của tham lang này lấy từ nơi nào địa phương kia đối với cả người khác có lẽ tác dụng không lớn nhưng đối với cả vương lâm mà nói lại là một cơ may không thể tưởng tượng nổi đối với tham lang đã đem tới cơ may này cho mình vương lâm càng nhìn càng thấy thuận mắt hắn Âm hồn không tan mà Đúng là âm hồn không tan Chó chết thật đấy Tham lang lúc này đang cực kỳ khó chịu Dường như là có cây kim không ngừng đâm vào trong trái tim của hắn Khiến hắn đau đớn Mà nguyên nhân của tự thống khổ này thì chính là Phải thấy pháp bảo bị đoạt đi Mẹ kiếp mẹ kiếp Hắn đã đoạt đi phi kiếm Hộ cốt bị Lấy thiên hoàng lô vụ ma thương lại cả vạn cổ mộc linh của ta Thậm chí là cổ tức diệp và ma hồn bình cũng cướp cả rồi một nửa pháp bảo trên người ta giờ phút này đã thành của hắn rồi Cái tên Phương Lâm đáng chết này còn không cho, cho ta đi đi mà Không cướp toàn bộ pháp bảo của ta thì không bỏ qua hay sao Tham lang càng nghĩ càng bi phẫn Vừa gầm thét vừa lửa giận cũng bùng lên trong lòng Hắn cắn răng một cái đơn giản không chạy nữa Xoay mạnh người giữ tợn nhìn chằm chằm về phía sau Lão thủ, lão không chạy nữa Liều mạng với cả tên khốn nạn đáng chém ngàn đau nhà ơi! Ánh mắt Tham Lang đỏ bừng bừng. Hắn vốn là hạng người lạnh lùng, sát đục cực nặng. Nếu không phải là bị Vương Lâm hù dọa, đạo tâm có khe hở khiến cho Vương Lâm trở thành ác mộng của hắn, thì quả quyết sẽ không thể không chiến mà bỏ chạy, càng không đến mức chật vật như vậy. Lúc này hắn bị Vương Lâm bức tới tức điên, trong nháy mắt lại quên mất bóng ma ác mộng của mình. Hai tay của Tham Lang liền bắt Quyết hướng về phía trước mà vung lên. Lập tức thì trước người hắn ầm ầm mở ra một cái khe không gian rất là lớn. Yêu lang hàng thế, vạt diện đạo thiên Tham lang vừa giết gào quần áo vừa bay phần phật Tóc không gió mà tung bay Trong cái khe trước người đột nhiên tỏa ra yêu khí ngập trời Yêu khí này vương lâm rất là rõ Chính là khí tức của cổ yêu Yêu khí của cổ yêu ở ầm, ầm từ trong cái khe tràn ra Tràn ngập ở tinh không trong nháy mắt Rồi một luồng sương mù màu đỏ từ trong đó lan tràn ra rất nhanh Trong nháy mắt liền chui vào thất khiếu của tham lang những tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng tham lang truyền ra toàn thân hắn nổi gân xanh khuôn mặt vặn vẹo dữ thợn trong tiếng gầm nhẹ thì quần áo vỡ tung lộ ra một bộ giáp đen ngòm cùng lúc này ở phía sau thì tinh không dường như nghịch truyền một hư ảnh cả vạn trượng âm ầm xuất hiện hư ảnh này là một đầu lang đầu sói một yêu lang yêu lang này vừa xuất hiện ở trong tinh không liền khiến cho yêu khí trong tinh không tăng lên gấp bội hóa thành một dòng xoáy khổng lồ lấy tham lang làm trung tâm như sóng lớn tràn ra khắp phương viên ngàn dặm ở bốn phía trong vạn dặm toàn bộ biến thành dòng xoáy khổng lồ dòng xoáy này xoay tròn phát ra tiếng động ầm ầm giữa trung tâm của dòng xoáy này yêu lang toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ đậm nhất là hai mắt của nó là màu tím ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu tiếng sói này kinh thiên động địa khiến cho hết thảy sinh linh khi mà nghe thấy thì tâm thần rung lê Hậu động dâng lên một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn cổ yêu sao thần sắc vương lâm hơi ngưng trọng dưới lực tấn công của yêu khí kia khiến choán đang đứng nhập thiên địa thì phải lộ ra thân ảnh ngay lúc mà thân ảnh hắn xuất hiện thì đầu yêu lang kia lại gầm thét một lần nữa cúi đầu nhìn chằm chằm vào vương lâm thân thể đột nhiên lao vọt ra nó lao tới khiến cho vương lâm cảm thấy như là một tinh cầu lao tới vậy lại cũng khiến cho dòng xoáy bốn phía do yêu khí hóa thành điên cuồng mà co rút ngưng tụ lại dường như khiến yêu lang biến thành một cái đậm không đáy trong phạm vi mười vạn dặm yêu khí không ngừng co rút lại cuốn cả tinh không hình thành một lực hút rất là lớn dưới lực hút này bất luận kẻ nào cũng khó mà có thể lui lại phía sau mọi chuyện quả thật xảy ra quá nhanh cơ hội chỉ trong nháy mắt yêu lang nọ mở miệng gầm thét một lần nữa hướng về phía vương lâm mà cắn tới làm nó đoạt pháp bảo của ta Đáng chết Hiện giờ lại tới cướp đoạt Đáng chết thêm vạn lần Tham lang ta từ khi mà tu đạo tới nay Thì chưa từng bị người nào khi nhục như vậy người, người, người quả là một người đáng chết mà Chết đi, chết đi Tiếng nói trói tai của tham lang vang lên như là kẻ điên Thần sắc vương lâm bình tĩnh Hư lạnh một tế cái Trong tích tắc khi mà yêu khí mười vạn dạng quấn tới Thì trong cơ thể vương lâm lập tức có tiếng bang bang chuyển ra cả thân thể bành trướng trong thời gian ngắn liền hóa thành lớn gần ngàn trượng trở thành một cổ thần lục tinh tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tóc xoay tròn thân thể vương lâm lùi về phía sau một bước tay phải giơ mạnh lên dưới một tiếng gầm nhẹ xuất hiện huyết quang ngập trời từ xa nhìn lại dường như tay phải vương lâm đang cầm cả một thiên địa huyết quang vậy huyết quang kia phát ra ánh sáng chói mắt dưới tay phải đang giơ cao của vương lâm liền hóa thành một thanh huyết kiếm lớn cả trăm trượng cầm lấy huyết kiếm trong tay trong khoảnh khắc này khi mà khí yêu lang cắn tới, còn cách hắn không tới 10 trượng thì tay phải Vương Lâm hung hăng chém xuống. Huyết kiếm trăm trượng âm âm chém xuống, bên ngoài tuôn ra kiếm quang vạn trượng, kiếm mang màu đỏ đậm như là máu tươi, từ xa nhìn lại dường như là Vương Lâm không phải cầm một thanh kiếm mà là cầm một cái roi thật là lớn, kéo dài trực tiếp va chạm với cả yêu lang. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, kiếm quang đỏ đậm rơi vào đầu yêu lang, Lập tức nó kêu lên một tiếng thảm thiết Bị kiếm mang thế như là trẻ tre kia trực tiếp chém tan đầu Mở ra một cái rãnh rất là sâu Kiếm mang kia thì nhanh chóng chém vào trong cái rãnh đó Khiến cho cái rãnh ngày càng lớn Càng ngày càng sâu Và cuối cùng là ầm ầm một tiếng liền xuyên thấu qua cơ thể của yêu lang Một kiếm này chém yêu lang thành hai nửa Thân thể yêu lang bị chia làm hai Dưới lực lao tới lúc đầu Giờ đây liền lao qua hai bên vương lâm ở phía sau hắn mà phân tán tiêu tán ở trong tinh không chỉ còn lưu lại một tiếng giết gào không cam lòng vang vọng thần sắc vương lâm thì lạnh như thường ánh mắt như đuốc nhìn về phía tham lang ánh mắt tham lang lộ ra phải sợ hãi vô cùng trong tiếng hét chói tai liền lùi lại phía sau tay phải vung lên không chút do dự mà xuất ra pháp bảo cực mạnh của hắn đây chính là một pho tượng khắc gỗ bị tàn phá và ngay trong nháy mắt khi mà pho tượng khắc gỗ này xuất hiện thì giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm liền vang lên trong tinh không đợi Thân thể tham lang đột nhiên sững lại Không thể di động nửa điểm Vẻ hoảng sợ trong mắt thì lập tức bạo tăng Không phải sợ Trả lời ta hai vấn đề Ta sẽ không giết người Vương Lâm lạnh lùng mà nói